Sáng nay, công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng cho biết hiện nay độ mặn tại sông Cầu Đỏ đang tăng cao do trữ lượng nước thượng nguồn về suy giảm. Các nhà máy buộc phải giảm công suất, dẫn đến không đủ áp lực và lưu lượng nước cho một số khu vực trên địa bàn, thành phố vào giờ cao điểm. Trong những ngày qua, hồ thủy điện sông Bung 4 không vận hành xả nước phát điện về sông Vu Gia như thường lệ, làm đứt quãng dòng chảy trên sông Vu Gia, dẫn đến độ mặn của sông Cầu Đỏ tăng cao, thường xuyên vượt ngưỡng 1.000mg trên 1 lít. Cụ thể, mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa sụt giảm từ 2,45m xuống còn 1,87m. Đến rạng sáng nay, mực nước tại thượng lưu đập Dâng An, Trạch lại dao động ở mức 1,6m. Trữ lượng nước chảy về đẩy mặn sông Cầu Đỏ lại giảm, nên độ mặn của sông tiếp tục duy trì ở mức từ 1.300 đến 1.400mg trên 1 lít và tăng đến 1.448mg trên 1 lít lúc 7 giờ sáng cùng ngày. Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng cho biết độ mặn tăng cao đã khiến cho các nhà máy phải giảm công suất, dẫn đến không đủ áp lực và lưu lượng cho một số khu vực cuối nguồn vào giờ cao điểm. Công ty đã có thông báo về việc giảm công suất cấp nước thành phố do tình hình nhiễm mặn tại sông Cầu Đỏ. Như vậy thì người dân sẽ phải chấp nhận sống trong cảnh thiếu nước trong những ngày tới.